Cầu rạch ở thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đã bị hư hỏng nặng sau khi một chiếc xe có tải trọng 31 tấn đi qua. Mới đây, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã có công văn hỏa tốc về việc kiểm tra xử lý vụ xe quá tải trọng lưu thông qua cầu này. Vào sáng ngày 16 tháng 10, tài xế Phùng Đăng Phi, sinh năm 1993, ngồi tình Quảng Ngãi, lái xe tải qua cầu Trạch Tráng, Xe có tổng tải trọng 31 tấn, nhưng tài xế vẫn cho xe chạy qua cầu có tải trọng tối đa, cho phép là 3,5 tấn, nên đã làm lúng mặt cầu và thay đổi kết cấu thành cầu. Đứt dây văn, biến dạng thanh lan can cầu, nguy cơ mất an toàn. Sau sự cố, cơ quan chức năng đã cho người kiểm tra và khắc phục tạm thời để xe máy có thể lưu thông được. Hiện hai bên cầu đã treo thông báo cấm ô tô qua cầu để đảm bảo an toàn cho người và xe. Cầu treo rạch tráng bắc qua sông Ông Đốc có tổng kinh phí đầu tư 15 tỷ đồng, được đưa vào sử dụng từ năm 2010. Cầu dài hơn 100 mét, nối trung tâm huyện Trần Văn Thời với quốc lộ 1. Đơn vị đầu tư khai thác cầu rạch tráng ước tính cầu bị thiệt hại khoảng 5 tỷ đồng và đã đề nghị cơ quan chức năng địa phương xem xét dấu hiệu hình sự trong vụ việc.